Thưa quý vị, vào chiều ngày 28 tháng 4, ông Lương Văn Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa xác nhận công an đang làm rõ một vụ xâm hại nữ sinh lớp 9 khi đang đi dự sinh nhật. Theo đó, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập 6 học sinh nam để điều tra làm rõ vụ xâm hại một nữ sinh lớp 9 là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Văn xảy ra vào đêm 24 tháng 4 tại bản Lót, xã Tam Văn. Nữ sinh bị hại là em LTTV, 15 tuổi, ngụ ở bản Lộng, xã Tam Văn. Các nghi phạm bị cơ quan công an triệu tập là LTL, 13 tuổi, NĐJ, 13 tuổi, đều ngụ ở bản Lót, xã Tam Văn, LMT, 14 tuổi, FDK, 13 tuổi, VVH, 14 tuổi, FVH, 13 tuổi, đều ngụ ở bản Buốt, xã Lâm Phú, Lang Chánh. Theo ông Quỳnh, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh theo quy định pháp luật. Trưởng Công an huyện Lang Chánh, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy thông tin, do tính chất phức tạp của vụ việc nên Công an huyện Lang Chánh đã báo cáo và chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.